Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh lớp Android của mình. Ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn các cái cách khác nhau để mà chúng ta có thể kết bạn trên cái ứng dụng Zalo. Thì để làm được điều này thì các bạn hãy truy cập vào cái ứng dụng Zalo nha. Xong sau đó các bạn truy cập vào trong cái phần danh bạ. Đó, cái phần danh bạ mình đang khoanh tròn đó đây đấy. Xong sau đó các bạn truy cập vào phần danh bạ. Sau khi truy cập vào trong cái phần danh bạ thì các bạn hãy chạm vào cái nút hình người có dấu cộng ở trên đây nè. Có nghĩa là theo mình nghĩ là nó là cho thêm bạn đó. Thì ở bên góc bên góc ở phía trên góc bên phải màn hình điện thoại của các bạn á, các bạn chạm vào cái hình đó. Sau khi các bạn chạm vào cái hình đó xong á thì nó ở đây nó sẽ có các cách để mà chúng ta kết bạn, đó là kết bạn thông qua số điện thoại nè. Đó, các bạn nhập số điện thoại của một người bạn nào đó vào đây để mà kết bạn, ví dụ như 0983356 25 đi. Ví dụ mình tìm thử có ai không nha. Thì nó số điện thoại này chưa có được kích hoạt là tại vì mình chưa có kết bạn với một ai cả. Ok nha. Thì các bạn có thể thấy được rằng là đây là cái cách để mà chúng ta có thể kết bạn ở trên cái ứng dụng Zalo. Đó là bằng cách thứ nhất, đó là chúng ta kết bạn thông qua số điện thoại. Đó, khá là hay nha. Còn cách tiếp theo là chúng ta có thể kết bạn thông qua cái cách, đó là chúng ta quét cái mã QR. Đó, thông qua cái cách quét mã là QR. Bây giờ mình cũng quét quét mã QR nè. Ok, thì mình thông qua cái quét mã QR. Thì để làm được cái quét mã QR này thì các bạn chạm vào cái phần này. Xong sau đó là các bạn phải có cái hình nha. Đó, có cái hình mã QR thì mới chụp được. Thì bây giờ là mình sẽ chọn vào cái phần đó là quét ảnh có sẵn ở trong cái kho. Thì ở đây là đây cái hình này. Đây là cái hình mã QR nè. Đó. Đó là cái hình mã QR đó, là quét ảnh có sẵn nè. Đây là cái hình mã QR nè, đó nó đang chờ xử lý nè, chỉ cần có hình có sẵn thôi là nó sẽ tự thông báo rồi nè. Đó, đây là cái hình có sẵn là để yêu cầu chúng ta có thể là kết bạn rất chi là dễ dàng luôn. Đó, hoặc là các bạn có thể tìm bạn bè thông qua cái phần đó là tìm ở trên Facebook á, thì mình chưa có kết nối ở trên Facebook thôi. Thì các bạn có thể là tìm các bạn ở trên bạn bè của các bạn đã cho thông qua cái phần đó là kết nối trên Facebook nè. Các bạn tìm ở phần kết nối trên Facebook. Mình không có thích quá nhiều bạn bè kết nối trên Facebook cho nên là mình không có sử dụng cái chức năng này. Thì các bạn tùy, các bạn có thể sử dụng cái chức năng này cũng được. Rồi, sau đó là các bạn có thể tìm ở cái phần đó là có thể bạn quen. Có nghĩa là đây là những cái gợi ý về những cái người mình mà mình quen á. Là tại vì là đang có nó cũng giống như là trên Facebook vậy, có nghĩa là chúng ta kết bạn với nhiều người này nhiều người kia thì nó sẽ hiển thị ra những cái người gợi ý để những cái người mà chúng ta có thể quen với những cái người này. Ok, thì đây là một cái cập nhật cũng khá là hay của cái ứng dụng Zalo. Với 50 triệu người dùng ở Việt Nam thì mình thấy là có thêm cái phần gợi nhớ này rất là hay. Và đặc biệt là cái phần cuối cùng mà mình muốn giới thiệu cho các bạn, đó là cái phần đó là chúng ta sẽ tìm bạn bè thông qua bằng cách là tìm quanh đây. Thì để làm được điều này các bạn chạm vào cái nút 3 chấm ở phía dưới góc bên phải màn hình điện thoại của bạn nha. Thì ứng dụng Zalo này nó cập nhật cái phần này thì mình thấy khá chi là khó tìm. Đó, các bạn để cái chỗ phần đó là tìm quanh đây nè. Đó, mình đã tìm rất là lâu và mới phát hiện được nó nha. Hồi trước thì rất là dễ, nhưng mà bây giờ thì nhìn vào cái này thì hơi giao diện hơi khá khó nhìn. Đó, thì các bạn chạm vào cái phần tìm quanh đây. Đó, sau khi chạm vào cái phần tìm quanh đây thì các bạn phải bật cái vị trí của các bạn lên, bật cái chức năng là từ vị trí lên á. Thì ở đây nè, đó các bạn vuốt từ trên màn hình xuống nè, chức năng là tìm vị trí thì mới được nha. Ok, thì chức năng vị trí đã được bật rồi. Đó, thì sau khi mà bật cái chức năng tìm vị trí này xong thì mình sẽ tải lại. Đó, thì đây là những cái bạn bè xung quanh đó, và mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn. Mình định làm một cái video khác nhưng mà có thể là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn luôn là chúng ta sẽ tìm vào cái phần cài đặt á. Thì các bạn ở cái phần cài đặt này á, cài đặt ở cái hình căn cơ hình bánh xe đây nè, ở phía trên góc bên phải nè, phần cài đặt nè, các bạn có thể cài đặt là chúng ta muốn tìm bạn ở bạn là nam hay là nữ. Đó, các bạn có thể chọn nè. Mình chỉ cài đặt là chỉ tìm là nữ thôi, và độ tuổi là từ 15 đến 30. Đó, giới tính là nữ thôi. Đó, và ai có thể tìm thấy bạn thì chỉ có thể nữ thôi. Đó, các bạn có thể cập nhật, chọn vào phần cập nhật thì khi đó là chỉ hiển thị ra những cái nick đó là nữ và tuổi từ 15 đến 30 cho các bạn tìm quan tâm và kết bạn thôi. Đó, thì ở đây
Đây là những cái hình ảnh hiển thị ra. Đó, cũng đây là một cái chức năng tìm bạn mình thấy khá là hay ở trên cái ứng dụng này. Mà hình như là theo mình được biết thì hình như lâu quá mình không chơi Facebook, nhưng mà hình như là Facebook không có chức năng này, không hay bằng ứng dụng Zalo này. Thì đây là một chức năng để tìm bạn, có thể là trò chuyện cho đỡ buồn cũng được, cũng khá là hay. Ngày xưa thì mình cũng hay sử dụng cái cách này để mà kết bạn và tìm đến mà nói chuyện đó. Nhưng mà bây giờ thì không 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 còn quan tâm đến cái phần này nữa. Đây là một phần cũng khá là hay nha các bạn. Ok, thì cái phần giới thiệu của mình cho các bạn về các cái cách để mà chúng ta có thể là tìm và kết bạn ở trên ứng dụng Zalo đến đây là hết. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ có những cái comment khác về những cái thủ thuật hoặc là những cái điều mà các bạn mong muốn, hoặc là chia sẻ đến cho mình những cái ứng dụng hay trên điện thoại của bạn, đặc biệt là trên điện thoại Android, để mình có thể chia sẻ đến nhiều bạn khác nữa hay hơn. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác nha.